Đấy, chào tất cả bạn ha, chào mừng tất cả bạn đã quay lại kênh của mình ha. Hôm nay hàng mới về nha các bạn ha. Nay anh em tôi đang thổ xuống nha, nay mua cũng khá nhiều hàng, tôi biết nó ở đâu rồi ha. Khá nhiều hàng, anh em nào có nhu cầu thì alo bên em ha. Đó, thì quay sơ sơ chia sẻ đến anh em ha. Anh em nào có nhu cầu thì lại bên mình, thì thực tế giờ mình nhập khá là nhiều thì anh em lái thợ đều có mua nhu cầu thì lại gấp ha. Nói chung là nơi lô rửa xe về hơi nhiều nha anh em, đợt này lô rửa xe về nhiều, để mình quay từ đầu cho anh em nè. Đầu ok 313 nha anh em, hàng đẹp ha, có nước nóng. Cái này cái đầu của Agimitsu phải không ta, ok luôn hay gì vậy? Đầu này đầu gì đấy cũng với màu đỏ, để hồi mình quay sao ha. Đầu này ok 311 đó nè, hàng hôm nay về khá nhiều ha. Mấy cái đầu rồi, cái này máy thổi nè, máy thổi mấy đầu rời mấy Eto mini, nay về được 4-5 Eto mini nha. Một cái mâm cặp đầu cháu nha, một con rửa xe khủng nè, đầu rửa xe khủng 154 nha, đầu này tầm 10-15 rửa gì đó, 15 rửa nha. Một con ok 508 đầu rời, con rửa xe cổ nha nè nha. Đó, nay hàng về cực nhiều luôn anh em, để cẩu hết sơ sơ mình chia sẻ anh em. Thực tế nãy mình đang định live stream á, nhưng mà cái wifi, cái mình không biết cái mạng mình hay là cái kênh của mình bị gì, mấy nay live stream bao lỗi mic ấy lại để bể cái miếng đó bây giờ kìa. Đầu này 7.5 nha anh em, em gửi đầu này của Zman, con này 230. Để mình lấy cái mic mình gắn vô anh em nói chuyện nghe dễ hơn nha. Đang bị ấy nè, nay về được mớ này nữa. Để mình lấy cái mic mình gắn vô nói chuyện cho anh em nghe cho đỏ ha. Anh em đợi mình xíu. Thì nhà em ít bỏ đâu ta, để mình lấy cái mít mình gắn vô cái này. Ok ha, vô nói cho nghe nó rõ hơn tại nó hơi ồn, đang ngoài đường. À, đây máy thổi nè, máy thổi ít tin nha nè, BR400 ít tin ha, máy thổi đường. Đây con rửa xe Yanma ha, con này chắc 700W á, inverter cầm nhỏ nhỏ inverter. Này mấy con bơm hơi inverter ha. Đây rửa xe đầu này chắc 5 ngựa đầu ý nè, áp này khoảng 200. Đây nguyên cái đầu nữa đây, sao mất tiêu nắp bóng nắp gì bóng rồi. Đây mới về ha, mới này mới phát điện. AVR con này đời cực kỳ cao của Suzuki Sabura 24, Subaru chứ 24 có AVR luôn. Bây giờ một chức năng ổn định dòng điện vậy đó. 2 power, con này 2.5 kg, con này 2.5 kg, con này hình như của Honda, phải Honda không ta, vì động cơ này của Honda chứ. U chạy luôn, trời ơi. Chạy luôn mới ghê chứ. Sao tắt?
Đắt thư rồi. Kéo lè cho tắt. Trời ơi nó im. Mới về luôn mà chưa giật cái nào luôn anh em, giật cái chạy luôn. Đây mấy cái đầu đầu rửa xe, đầu đồ máy thổi, mấy đồ nè, máy hơi đồ linh tinh thôi. Này mấy mấy này mấy phát điện luôn nè. Con này cũng đời cao luôn rồi nè. Kéo thưa chạy không? Con này kéo lên mơ chạy luôn nè. Subura, Subaru gì đó. Một sọt giảm tốc nha nè. Sọt motor vừa giảm tốc nữa. Mấy con này ba ngựa không à. Fuji ba ngựa 2.2 kg. Ba ngựa. Ở dưới có mấy con motor ở dưới nữa nha. Này sọt giảm tốc. Đây, thông tin nè. Đó. 2.2 kW ba ngựa. V thì 200V. Anh em muốn đấu 38 đấu 38. Dòng trên phút là 23.8 dòng trên phút nha anh em. Đó. Rating là S2 10 min gì đó thì anh em nhân chia cho cộng trừ gì đó ha. Fuji ra băng nha anh em. Còn máy phát hàng nha. Enjo New Brutless 70. Con này thì chắc có thể là rồi để đi em. Để lại đi. Dòng hàng được 50 200A. Con này ra điện được nhiêu ta? 280. Con này cái máy là 7 PS, 2.5 kVA nha, ra điện được 2.5 kg. Máy phát hàng. Rồi một con bơm hơi cực kỳ xinh xắn đẹp đẽ luôn nè. Đó. Con này một ngựa luôn đẹp long lanh luôn ha. Báo giá anh em con này vui luôn nè ha. Anh em nào đó ba pha 38, ủa ba pha 200V như vậy á thì 5,5 triệu, nếu xuống một pha 6 triệu con này nha. Xuống một pha 6 triệu con này em mới bán được. Em mua nói chung là cực kỳ cao em này luôn ha. Con này thì nó ghim từ A đến Z là ghim từ cái bụi luôn ha, bụi Nhật luôn ha. Con này em chùi rửa ra là đẹp như mới luôn á. Rửa ra là đẹp như mới nha anh em. 50 lít áp 10.7 kg, đầu không chóc bông luôn. Cực kỳ đẹp. Tới ton, mắt nắp chụp này bên em có ha. Lô này thì có ít hàng vậy thôi anh em, không có nhiều. Đó, mấy cái đầu rửa. Dạ, đụng đâu mà giật gì trời. Đụng đâu mà giật. Ai biết, đụng vô đây thế coi. Không biết nữa, hay là đụng ngay gần không biết. Em đúp 310, em đúp 251. Cái đầu em đúp 380. Ok. Em đúp một máy đó. Ha. Chứ được ba con phan bàn á, ba con phan bàn con M2, con tự động, con phan thường. À. Thì là lô này về được nhiêu đó anh em. Đây còn thêm con phát hàng nữa. Đây phát hàng thì con này thì đem vô. Phát hàng này thì được 2.5 kVA nha anh em. Hàng được 120 kg, hàng được đây. Đây cái dòng hàng đó đây. Nha, chỉnh cái núm này. Nó được bao nhiêu con này 7 gì cha? Giết tôi hả? Lô phan bàn cực kỳ đẹp luôn anh em, ba con phan bàn. Ê ê. Bể hết trời ơi. Đã bể rồi, đừng làm bể nữa. Nãy không chạy một chiếc xe nâng vô rồi, hồi sao chạy vô mà cẩu vô trời. Chạy mấy cái kia. Chiếc kia còn đâu nữa? Mấy chiếc trong đó chạy rồi hả? Hai chiếc 4 tấn rồi đem ra chạy hả? Phan bàn này, phan bàn này cực kỳ đẹp, cái bò nó nắp hơi bị bể rồi thì gò cái nắp lại thôi. Con này 1m2 nha anh em. Con này 1m2 ha. Ủa con này 1m1 có tự động.
ha. Này mới cốt tự động. Con này áo con luôn nè. Con chắc con số 1 quá. Thấy nhỏ quá, lỗ nhỏ quá, con số 1. Con này có tự động. Ok, con này ok. Đó, con mét 2 đẹp kỳ kỳ luôn, Kitagawa luôn. Con đó bỏ đại đây nè. Rồi. Lô này về được nhiêu đó anh em? Anh em nào có nhu cầu thì đến cửa hàng mình ở 465 467 đường DT73 ngã ba cây đẹp Dĩ An Bình Dương ha. Alo mình, số điện thoại là 0908875468 ha. Địa chỉ thì ở Dĩ An Bình Dương. Anh nào có đến địa chỉ cũ rồi, các địa chỉ cũ cách địa chỉ mới khoảng chừng 300-400 mét nha. 300-400 mét ha, cách đường gầy xe lửa. Đây anh em thấy cái đường gầy xe lửa đó, dấu chấm dưới tay mình nha. Ngay xe công đang chạy qua là đường gầy xe lửa. Ở đây cây nhà mình cách đường gầy xe lửa khoảng chừng vài trăm mét. Rồi ok, chào tạm biệt anh em ha. Chúc anh em một buổi chiều thật là chiều thứ bảy cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình và người thân. Đừng quên like và đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ bên mình. Số điện thoại đây, số điện thoại mình đây 0908875468 nha nè. Đó. Mấy con này rồi cũng mới mua về luôn ha. Con này thì mua về nhưng mà trên xe trên đường đi về thì anh kia anh chạy qua anh thấy bán rồi luôn rồi. Con này quá nhẹ nhàng luôn. Đó, con này con cắt tua chậm gì đó anh em ơi. Đó. KCM 360. Đó. Con này chạy được 20 vòng trên phút chạy rất là chậm luôn nè. Motor nó một ngựa thôi. Rồi mua được cái máy chứ. Con này bán rồi luôn hay gì. Đúng rồi, bán rồi. Còn con này đó, mua được sọt đầu nghề đó. Mai mình sẽ cho bà chị mình bả livestream trên cái kênh mà Duy Khánh SPD ha. Hộp đầu nghề này sẽ cho bà chị mình livestream trên cái kênh đó bán ha. Mấy mũi hợp kim nè nè, bà chị mình sẽ bán trên cái kênh Duy Khánh SPD nha anh em. Nào mà cái đống này mình sẽ bán trên đó và giá cực kỳ hấp dẫn nha anh em. Tại cái này mình mua trực tiếp rồi nên mình sẽ cân đối giá cho anh em, giá cực kỳ hấp dẫn để bán cái lô này. Nên bà chị, nên anh em nào mà có nhu cầu mấy cái hàng này á thì đây cái cây này vỏ nè. Đó, thì có nhu cầu về cái hàng này thì đăng ký trên cái kênh mà Duy Khánh SPD nha. Duy Khánh SPD thì mình chị, bà chị mình sẽ bán trên kênh đó ha. Đó, bà chị mình sẽ làm luôn cái mảng này. Máy này mũi hợp kim nè. Khoay hợp kim nè, khoan hợp kim nè. Đó. Ha. Cái này bằng đồng nè. Quá nhiều luôn nha anh em. Búa nè. Đó. Đó. Búa nè, găng cưa luôn rồi nè. Nhiều lắm. Ha. Đây, mũi hợp kim quá trời luôn anh em ơi. Này đánh lời cho sáng mấy sáng được. Mua được lô này cho chị Hai về bán nè vợ. Tao. Rồi. Ok, chào tạm biệt anh em, chúc anh em một buổi chiều vui vẻ nha anh em.